Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Tarot Xuân Thúy. Và ngày hôm nay mình có mặt tại đây để thực hiện trả bài với câu hỏi: mọi người nể bạn, kính bạn hay sợ bạn? Như bạn đang nhìn trên màn hình, chúng ta có 3 lá bài tương ứng với 3 tụ, lần lượt như sau: tụ 1, tụ 2, tụ 3. Bạn hãy lựa chọn một lá bài mà mình ấn tượng nhất cũng như bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mình xin nhắc lại: tụ 1, tụ 2, tụ 3. Sau khi bạn đã lựa chọn xong, chúng ta sẽ tiến hành trải bài cho từng tụ nhé. Xin chào bạn, người đã lựa chọn lá bài này. Tụ bài số 1 cho câu hỏi: mọi người nể bạn, kính bạn hay sợ bạn? Bây giờ chúng ta cùng kết nối nguồn năng lượng với nhau để thực hiện trải bài cho câu hỏi này nhé. Mọi người nể bạn, kính bạn hay sợ bạn? Mọi người nể bạn, kính bạn hay sợ bạn? Vào cái lúc mà mình vừa đặt những cái lá bài này xuống nè, một con gió mạnh thổi qua và suýt nữa làm bay luôn cả cái thảm trải bài của mình. Không biết nó mang đến cái điềm báo gì. Bây giờ chúng ta cùng khám phá nha. Đối với bạn, người đã lựa chọn tụ bài số 1, nếu như có một câu trả lời chính xác cho cái câu hỏi của thông điệp lần này, thì câu trả lời sẽ là sợ bạn. Tại sao? Thứ nhất, về tính cách của bạn đi. Về theo như góc nhìn và quan điểm của họ, thì họ thấy rằng bạn là một người không dễ đụng vào. Bạn là người thiên về hành động nhiều hơn là lời nói. Và trước khi bạn đưa ra một cái hành động nào đó, bạn đã phải dành thời gian để suy nghĩ rất là nhiều, để xem thử coi cái hành động của mình nó sẽ dẫn đến những cái sự việc, tình huống nào đó ngoài ý muốn hay không. Bạn không phải là một người bốc đồng. Nếu như đặt một cái câu hỏi rằng bạn có phải là một người không có não hay không, làm việc một cách nhất thời và chóng vánh chứ không có suy nghĩ kỹ càng, thì chắc chắn không phải rồi. Bởi vì thế nào? Chắc hẳn bạn hay rất chú ý về vẻ bề ngoài đúng không? Không hẳn là vẻ bề ngoài của bạn đâu, mà là vẻ bề ngoài của những người khác nữa. Cái cách mà bạn nhìn nhận và quan sát mọi người, cái cách mà bạn nói chuyện, cách mà bạn âm thầm kiểm tra xem những cái mối quan hệ xung quanh bạn á, họ là kiểu người như thế nào? Họ có phù hợp để ở trong mối quan hệ với bạn hay không? Cho dù đây là mối quan hệ liên quan đến công việc, tình yêu, người thân, bạn bè xã giao hay bất kỳ một mối quan hệ nào, bạn đều có sự quan sát nhất định và đánh giá người ta ở một cái tiêu chuẩn nhất định. Thành ra khi mà mọi người ở bên cạnh bạn, họ cảm giác bị tổn thương. Họ tổn thương theo cái kiểu là cái ánh mắt của bạn phán xét họ quá. Cho nên vô hình dung mới khi mà họ nhìn vào bạn, họ không dám nhìn vào đôi mắt của bạn. Nếu như bạn cẩn thận quan sát, bạn sẽ nhận ra điều này. Đó là sao? Mỗi lần họ nói chuyện với bạn, họ đều vô thức lẩn tránh ánh mắt, hay là đưa cái ánh mắt của họ nhìn về một cái hướng khác, chứ không nhìn trực diện vào bạn trong một khoảng thời gian dài. Bởi vì họ không có đủ sự tự tin khi nhìn vào đôi mắt của bạn. Đôi mắt của bạn nó giống như một cái giếng. Càng nhìn thì càng sâu, và đằng sau cái giếng đó nó có một cái lớp nước. Phải qua được cái lớp nước đó mới có thể thấy được rốt cuộc là cái đáy giếng nó nằm ở cái vị trí nào, nó sâu bao nhiêu mét. Nếu như họ chỉ nhìn vào cái mặt nước, họ chỉ có thể phán đoán được là cái giếng này là một cái giếng nhiều nước hay là một cái giếng cạn nước, chứ họ không thể nào đưa ra một cái kết luận chính xác rằng là cái giếng này nó có độ sâu là bao nhiêu, và cái giếng này nó có thể chứa được dung tích nước là bao nhiêu, nếu như họ không trực tiếp nhảy xuống hoặc là dùng một cái thước đo nào đó cụ thể để có thể kiểm tra nước. Thành ra khi mà họ nhìn vào bạn, khi mà họ tiếp xúc với bạn, họ sẽ cảm giác bạn lúc nào cũng giấu nghề, bạn giấu năng lực của bạn giấu khả năng của bạn,
bạn giấu những cái bí mật của bạn. Bạn không có thể hiện ra tất cả mọi thứ. Năng lực của bạn mạnh đến mức nào bạn không nói. Khả năng nắm bắt tư duy phát triển nhận thức của bạn như thế nào họ cũng không biết. Việc mà cả quá trình dài bạn phát triển hành trình này, bạn đi đâu, bạn trải nghiệm cái gì bạn cũng không nói. Bạn giấu rất nhiều bí mật. Và những bí mật này bạn xem nó là kho báu của riêng bạn. Bạn cất giữ nó, bạn trân trọng nó, và bạn không muốn phơi bày ra. Bạn không muốn đem cái chuyện này khoe khoang cho bàn dân thiên hạ biết rằng tôi đã từng đạt được cái thành tựu này, tôi đã từng có được cái vinh quang kia. Không. Đối với bạn, những cái thứ này nó không có định mức được giá trị của bạn. Giá trị của bạn chính là việc bạn đã nỗ lực như thế nào để đạt được những cái điều này. Bạn đã nỗ lực như thế nào để phát triển những cái kỹ năng của bạn. Bạn đã phải nỗ lực như thế nào để có thể kiếm được nguồn tiền và sự nghiệp ổn định như bây giờ. Bạn đã phải nỗ lực như thế nào để có thể trải nghiệm nhiều cái lĩnh vực, trải nghiệm nhiều cái lối sống, những chuyến đi xa, những chuyến đi gần. Bạn đã phải hy sinh rất là nhiều thứ, bạn đã phải cố gắng rất là nhiều để bạn có được cái vị trí của ngày hôm nay. Nhưng mà trong mắt họ, mọi thứ nó dường như là một ẩn số, và bạn như là một củ hành tây rất là nhiều lớp, mà mỗi lần họ bóc tách những cái lớp đó ra thì họ đều phải cay mắt. Bởi vì sao? Rực rỡ cũng có, ngạc nhiên cũng có, lo lắng cũng có, tò mò cũng có, đố kỵ cũng có. Mỗi lần họ bóc tách từng cái vỏ bọc của bạn, bóc tách và hiểu rõ hơn về bạn, thì họ lại cảm giác bản thân mình thua thiệt bạn. Họ ngày càng sợ con người của bạn. Kiểu như là nhìn vẻ bề ngoài thì bạn hiền lành vậy đấy, bạn lạc quan, bạn hòa nhã, bạn có thể dễ dàng giao tiếp với mọi người vậy đấy. Nhưng mà ở đằng sau cái lớp vỏ bọc đó là một con người hoàn toàn khác. Một con người có tầm nhìn xa trông rộng, một con người thân tàn bất lộ, một người lúc nào cũng che giấu nhiều bí mật và không bao giờ khai thác hết năng lực của mình, không bao giờ công bố hết tất cả những cái gì mà mình đang có ra bên ngoài. Và cái điều này càng khiến cho họ ngày càng tò mò hơn về bạn. Bởi vì sao? Cảm giác giống như là mình đang chơi với lửa vậy. Có cảm giác hồi hộp, có lo lắng, có phấn khích, có mơ hồ. Họ không thể nào hình dung được cái suy nghĩ của họ, cái cảm xúc của họ khi mà họ tiếp cận bạn. Bởi vì sao? Một phần là họ sợ họ tổn thương, mà một phần họ cũng sợ bạn bị tổn thương. Bởi vì bạn là một người nhạy bén, họ có thể nhận thấy được thông qua đôi mắt của bạn mà, một đôi mắt tinh anh. Cho nên á, nếu như họ tò mò, họ càng khui, họ càng tìm hiểu sâu hơn về con người của bạn, thì họ sợ rằng một ngày nào đó bạn sẽ tức giận. Bạn sẽ cảm giác giống như là bạn bị xúc phạm. Và đây không phải là lý do. Mà cái lý do đây là gì? Bạn không muốn người ta biết quá nhiều về bản thân bạn, đặc biệt là những cái mà bạn che giấu. Đó là gì? Là cảm xúc, là nội tâm của bạn, là những tâm tư thầm kín của bạn. Bạn không muốn người khác quản chuyện của bạn quá nhiều. Nhưng mà mọi người á, họ lại càng muốn tìm hiểu hơn về bạn. Trời, lạ đời ghê chưa? Cái màn hình nó hơi rung. Mình mới đụng vô cái cây á. Người ta càng muốn tìm hiểu về bạn thì bạn càng muốn che giấu. Một người thì có truy đuổi, một người thì muốn trốn chạy. Nó cứ như là một cái vòng luẩn quẩn không có hồi kết vậy. Họ thì họ cứ sợ, họ sợ họ đụng chạm đến bạn rồi bạn hoảng sợ, bạn bỏ chạy. Nhưng mà trong lòng họ vẫn có một cái niềm phấn khích. Bởi vì sao? Thật tâm trong lòng họ, họ vẫn muốn tiếp cận bạn để họ tìm hiểu xem cái nguyên do gì mà bạn lại che giấu những cái năng lực của mình. Cái nguyên do gì để bạn có được những cái nhận thức, những cái tư duy không giống người khác, không giống phần đông. Rồi cái nguyên do gì để mà bạn luôn luôn nỗ lực tiến về phía trước. Phải chăng bạn là một cục binh không bao giờ tiêu hao năng lượng? Hay là bạn có một cái động cơ nào đó, bạn có một cái động lực nào đó để bạn thúc đẩy bạn tiến về phía trước không ngừng nghỉ như vậy? Họ sợ bạn bởi vì mỗi lần họ tiếp xúc với bạn, họ cảm giác như là họ không thể nào theo kịp bước chân của bạn. Nhưng mà trên hết, cái nỗi sợ này nó là một cái nỗi sợ vô hình. Theo kiểu như là có một người nào đó rất là mạnh mẽ và uy áp, họ dùng cái nguồn năng lực của họ để họ áp chế những cái người này. Hiện tại thì vẫn chưa có điều gì gây tệ hại cho bạn đâu. Bởi vì sao? Mọi thứ ở trong cuộc đời bạn nó là điều tuyệt vời.
bạn cũng không phải là người luôn luôn đau khổ. Bởi vì những cái nỗi đau nè, những cái mất mát, những cái tổn thương mà bạn từng trải qua ấy, nó giống như là một trong số vô số bài học mà bạn cần phải học trong cuộc đời này. Cho nên bạn đón nó bằng một cái thái độ tích cực nhất. Bạn coi nó như là một trải nghiệm để bạn cố gắng hơn, bạn phát triển bản thân hơn, bạn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, để bạn không còn bị tổn thương bởi những cái điều này nữa. Thành ra ấy, sắp tới nếu mà ai đang độc thân nha, mình có một cái gợi ý nhỏ nhỏ cho các bạn. Nếu như ai đang trong giai đoạn độc thân và đang nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng để tiến đến một cái mối quan hệ mới nào đó, thì sắp tới bạn sẽ gặp được người này. Một người đem cho bạn một sự lãng mạn, đáng yêu và tươi mới. Còn những ai mà đang trong một mối quan hệ hoặc là đã lập gia đình rồi, thì mối quan hệ của mọi người á, nó sẽ có một vài cái bất ngờ đi. Tại vì mình cũng không có nên tiết lộ quá nhiều. Bởi vì sao? Cái gợi ý này nè, cái gợi ý về một cái biến số, mình gọi nó là biến số đi. Đây, một cái biến số liên quan đến mối quan hệ, thì nó không có nằm trong trải bài của ngày hôm nay, thành ra mình sẽ không có tiết lộ hết. Nhưng mà mình chỉ nói mé mé như vậy thôi. Những ai đang độc thân, sắp tới bạn sẽ gặp được một người mới và bắt đầu một mối quan hệ. Còn những ai đang trong mối quan hệ hoặc là đã lập gia đình, thì cái mối quan hệ của các bạn sẽ có một biến số. Biến số này tốt hay xấu thì dựa vào góc nhìn nhận của các bạn nha. Bạn có muốn mình thực hiện một trải bài bất kỳ không? Một cái trải bài về một cái lời khuyên nào đó nè, hay là một cái trải bài liên quan đến một cái định hướng nào đó. Nói chung là quẻ ngẫu nhiên nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành giao quẻ ngẫu nhiên cho bạn. Ngày hôm qua ngày hôm qua là một ngày mình tập trung nghỉ ngơi. Bởi vì sao? Mình bị tắc tiếng mọi người à. Uống nước đá nhiều quá tắc tiếng luôn. Bây giờ cái giọng mình thì nó vẫn còn khàn khàn, với lại là các bạn có thể nghe thấy là mình nói chuyện nó vẫn có những cái sự hụt hơi nhẹ, đúng không? Ây da, cái màn hình nó rung. Hy vọng rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm nghe của các bạn. Một lời khuyên, một gợi ý, một quẻ giao ngẫu nhiên dành cho các bạn. Bài rất ra. Một lá đầu tiên. Cái lá bài này nó tự động nhảy lên trên tay của mình luôn. Còn đây là lá bài rơi ra nè. Ây chà. Sắp tới mình khuyên bạn hai điều. Đầu tiên là cẩn trọng trong hành động của bạn. Hãy kiểm soát hành động của mình. Đừng đưa ra bất kỳ một hành động nào mang tính bộc phát và bản năng. Bởi vì sao? Sắp tới sẽ có một sự kiện, một cái sự thật nào đó khiến cho bạn bất ngờ đấy. Và cái điều này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hành động của bạn. Thành ra bạn sẽ có những cái hành động mang tính chất bộc phát nè, nhất thời nè, và nó được thực hiện không có suy nghĩ trước. Thành ra mình vẫn nhắc bạn rằng là nghĩ kỹ trước khi nói. Và cái sự thật này liên quan đến một người mà bạn biết đấy. Và người này thường xuyên xuất hiện ở trong mối quan hệ của bạn. Có thể là người bạn của bạn, người thân của bạn, đồng nghiệp gì đó. Nói chung là cái người này hay xuất hiện trong cái vòng tròn quan hệ của bạn, không phải là người lạ đâu. Thành ra nếu như người này khiến cho bạn nhận ra được một cái sự thật nào đó liên quan đến họ, hay là người này tác động đến bạn, gây ra một cái mâu thuẫn nào đó đi, thì tốt nhất là bạn nên cẩn trọng trong lời nói và hành động. Đừng vội vã làm bất kỳ một điều gì cả. Và đây chính là quẻ giao ngẫu nhiên mà bộ bài muốn gửi gắm đến bạn, lời thông điệp mà bộ bài muốn gửi gắm đến bạn. Mong rằng nó sẽ giúp ích cho bạn và có thể giúp cho bạn thoát ra khỏi cái tình huống này. Thế là mình sẽ dừng trả bài của bạn tại đây nhé. Hẹn gặp lại bạn ở những trả bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt. Xin chào bạn, người đã lựa chọn lá bài này. Từ bài số 2, cho câu hỏi: mọi người nể bạn, kính bạn hay sợ bạn?
Bây giờ chúng ta cùng kết nối năng lượng với nhau để thực hiện trải bài cho câu hỏi này nhé. Ôi, sao vậy ta? Khoan, để mình trải thêm nữa đi. Đối với bạn người đã lựa chọn từ bài số 2, với câu hỏi của thông điệp lần này, mọi người nể bạn, kính bạn hay sợ bạn? Câu trả lời là kính. Họ kính bạn, kính trọng bạn. Bởi vì sao? Chắc hẳn bạn đang trải qua một giai đoạn tồi tệ. Một giai đoạn mà bạn tự làm tổn thương chính bản thân mình. Có phải hay không nhỉ? Từ bài số 2. Tại sao lá bài này lại xuất hiện ở đây? Cái này là mình hỏi bạn ấy, chứ không phải là trả bài đâu. Bạn đang trong một cái giai đoạn nào đó mà bạn đang tự tổn thương chính bản thân bạn. Những cái suy nghĩ rối bời trong đầu bạn đang không ngừng tra tấn bạn. Và mình nghĩ rằng điều này nên chấm dứt ngay bây giờ đi. Bởi vì sao? Nó không có tốt cho bạn, đặc biệt là tâm lý của bạn. Rồi, bây giờ chúng ta vào trả bài nhé. Vì sao mọi người kính trọng bạn? Một phần là do năng lực của bạn nữa. Hiện nay bạn đang làm việc rất tốt với cái sự nghiệp của mình nè. Bạn đang nói chung là bạn đang rất ổn. Ổn kể cả về sự nghiệp, ổn trong cảm xúc, ổn trong cách mà bạn đối xử với mọi người. Đây. Bạn cũng vừa đạt được thành tựu nho nhỏ nào đó mà. Đây nè. Nhưng có một điều mình cần lưu ý ở đây là gì? Cái việc mà bạn cân bằng giữa sự nghiệp và cảm xúc, bạn cân bằng giữa mối quan hệ gia đình và khoảng thời gian dành cho cá nhân, nó dù là điều cần thiết, tuy nhiên trong thời gian này bạn nên dành thời gian cho cá nhân nhiều hơn là thời gian cho việc mình cân bằng mọi thứ. Mình biết là bạn cần phải làm việc này. Tại vì sao? Cái việc mà bạn cân bằng giúp cho bạn có thể duy trì quỹ thời gian ngắn hạn cho nhiều người, cho nhiều mục đích khác nhau. Một ngày có 24 giờ, thời gian ngủ hết 8 tiếng đồng hồ rồi. Thì cái khoảng thời gian thời dài á, cái khoảng thời gian còn lại, bạn sẽ dành thời gian đó để làm cái gì? Để làm việc, để chăm lo cho bản thân, chăm lo cho gia đình, phục vụ sở thích, phục vụ những cái đam mê, phục vụ cho việc học hay bổ trợ những kỹ năng mới. Nhưng đồng thời, dạo gần đây bạn đang có sự bị động. Bởi vì sao? Bạn đã ít dành thời gian cho bản thân mình rồi. Gần đây bạn sẽ cảm giác như mình ngày càng khép kín hơn, mình tập trung cho bản thân mình hơn là những cuộc vui chơi bên ngoài. Đây. Thay vì thời gian trước bạn cân bằng mọi thứ đúng không? Bạn vừa dành thời gian cho mọi người, bạn vừa dành thời gian cho bản thân bạn. Thì ở thời điểm này, khi mà bạn đang coi cái video của mình này, thì chắc hẳn bạn đã có sự chuyển biến trong suy nghĩ rồi. Bạn đã dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn là dành thời gian cho những mối quan hệ bên ngoài. Bạn hướng nội hơn, bạn sâu sắc hơn, trầm tính hơn. Bạn có những cái suy nghĩ nó không phải là bộc phát, mà là những cái suy nghĩ nó thâm thúy nè, nó cô đọng lại, và nó khiến cho bạn phải đắn đo rất là nhiều khi mà đưa ra một cái lời nói, một cái ngôn từ nào đó cụ thể. Bởi vì sao? Suy nghĩ đó là suy nghĩ trong đầu bạn, nhưng nó xuất hiện ra bằng tiếng nói thì mình phải lựa chọn những cái ngôn từ nào đó phù hợp hơn. Và trong cái quá trình bạn lựa chọn ngôn từ để tạo ra một cái cụm từ hoàn hảo á, thì bạn đã phải mất rất nhiều thời gian. Và đó chính là khoảng thời gian mà bạn bị động. Cái việc mà bạn bị động như thế này nè, vô hình dung lại càng khiến cho bạn trở nên rối rắm hơn. Bởi vì trước nay bạn luôn là một người chủ động. Bạn luôn chủ động trong tất cả các tình huống, cho dù đó là công việc của bạn, là quỹ thời gian của bạn, là những trải nghiệm hay những cuộc vui chơi, bạn đều là con người chủ động. Nhưng mà dạo gần đây á, mình thấy bạn đắn đo rất là nhiều. Bạn cần phải suy nghĩ nhiều trước khi bạn đưa ra một cái kết luận nào đó, trước khi bạn đưa ra một cái quyết định nào đó. Mọi người cũng không biết là dạo gần đây bạn đang trải qua cái điều gì. Phải chăng là bạn bị áp lực công việc nhiều,
Hay là bạn đang có những cái sự sao dao động, những cái sự rung chuyển ở trong tâm thức của bạn? Hay là bạn đang bắt đầu lên được một cái tần số năng lượng cao hơn? Dù bạn đang ở một trạng thái nào đi chăng nữa, thì mọi thứ vẫn sẽ ổn đối với bạn. Bởi vì sao? Bạn đã làm mọi thứ rất tốt rồi. Và mọi người cũng công nhận năng lực của bạn mà. Bạn làm việc rất ổn nè. Bạn đối nhân xử thế rất ổn nè. Bạn trân trọng những mối quan hệ nè. Bạn biết cách giao tiếp với mọi người để không khiến cho mọi người trở nên khó chịu nè. Bạn biết cách cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và cuộc sống gia đình nè. Nói chung là bạn ổn hết. Thành ra ấy, xung quanh bạn, những mối quan hệ xung quanh bạn phần lớn là những mối quan hệ tốt. Hiếm khi xuất hiện những mối quan hệ tệ á. Bởi vì sao? Những mối quan hệ tệ á, họ sẽ cảm thấy hổ thẹn khi mà họ ở bên cạnh bạn. Một phần là do tâm tính của bạn quá tốt. Còn một phần nữa là khi ở bên cạnh bạn á, họ cảm giác như là họ là một kẻ tiểu nhân, họ là một kẻ xấu xa nào đó. Họ tự phán xét chính họ luôn, thay vì bạn phán xét họ. Tuy nhiên, mình nói thật luôn, dạo gần đây bạn đang tự tổn thương chính bản thân bạn ấy. Những cái cảm xúc ở trong lòng bạn này, những cái khoảng thời gian gần đây bạn hướng nội, bạn không có giao tiếp với mọi người, bạn thay vì bạn dành thời gian để mà đi uống cà phê, đi đi chơi được gì cùng với mọi người, thì bạn dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn, bạn hướng nội hơn, bạn trầm tính hơn, bạn nói chung là bạn dành thời gian cho cá nhân nhiều hơn là dành thời gian cho tập thể. Thành ra vô hình dung bạn rơi vào cái trạng thái bị động. Bạn suy nghĩ rất là nhiều và bạn những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ của bạn nó đang tra tấn bạn hàng ngày. Nó khiến cho bạn rơi vào những cái trạng thái tiêu cực trong vô thức. Và đây chính là những điều mà mình không mong muốn nhất. Bởi vì sao? Cái lá bài này này, nó sẽ tốt nếu như bạn đang tốt và nó sẽ xấu nếu như bạn đang xấu. Thành ra, đối với bạn, những người lựa chọn tụ bài số 2, mình mong rằng tâm lý của bạn sẽ ổn. Đây. Cho dù hiện tại bạn kêu Thúy à, hiện tại tôi đang rất ổn luôn á, sao Thúy lại nói tôi đang bất ổn nhỉ? Không, thật sự là bạn không có ổn. Cái lá này xuất hiện ngay đầu tiên là mình đã thấy không ổn rồi. Cái lá về cái việc mà tự bạn tổn thương chính bản thân bạn, tự bạn tra tấn chính bản thân bạn. Mà cái tra tấn đầu tiên ở đây là gì? Chính là suy nghĩ của bạn. Cho nên, mọi người kính bạn, mọi người tôn trọng bạn, mọi người cảm mến bạn, chứ không có một cái cá nhân nào đó ganh ghét bạn ở đây đâu. Tạm thời là vậy, còn tương lai thế nào thì mình không rõ. Bởi vì sao? Tương lai nó là một hành trình cá nhân bạn. Thành ra việc mà mình nói trước cho bạn rằng à, tương lai sẽ có người ganh ghét đố kỵ bạn, nó là một điều không nên. Và nó sẽ khiến cho tâm lý của bạn bất ổn hơn. Bạn là một con người hay nghĩ nữa. Bạn hay suy nghĩ quá à, lo dài, lo ngắn, lo trên, lo dưới. Lo làm cái gì vậy? Rối loạn lo âu hay sao? Mà bởi vì mình trải bài và mình thấy bạn như thế này, thành ra mình lại càng không muốn nói rằng à, tương lai mọi người sẽ có suy nghĩ như thế nào về bạn. Mình chỉ nói ở thời điểm hiện tại thôi, là mọi người vẫn là kính bạn, cảm mến bạn và trân trọng bạn. Không có một cái mối quan hệ nào lợi dụng bạn hay là ganh ghét đố kỵ bạn ở đây đâu. Thành ra bạn cứ yên tâm nha, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Nếu như dạo gần đây có những cái đồng nghiệp nào đó có lời ra tiếng vào không tốt về bạn, thì đó chỉ là những cái suy nghĩ nhất thời của họ thôi, họ không có ý gì xấu cả. Chỉ là họ đang đưa ra một cái quan điểm nhận xét về bạn, chứ họ không có một cái toan tính là muốn cách ly bạn khỏi đồng nghiệp hay là muốn gây trở ngại gì cho công việc của bạn đâu. Bạn cứ suy nghĩ thoải mái như vậy dùng mình nha. Đừng có suy nghĩ nhiều, đừng có tự mình nghĩ ra nghĩ vào lo âu, nó sẽ không tốt với bạn đâu. Đặc biệt là cảm xúc của bạn đấy. Tập trung phát triển hành trình của mình, tập trung phát triển sự nghiệp của mình đi. Thành quả đến rồi và bạn ngày càng phát triển hơn cho mà coi. Bây giờ mình sẽ thực hiện cho bạn một trải bài ngẫu nhiên, một quẻ giao ngẫu nhiên để xem bộ bài có muốn gửi gắm gì đến bạn hay không, có muốn đưa ra cho bạn một cái lời động viên, một lời chúc mừng hay là một cái cảnh báo nho nhỏ nào đó chăng? Để mình sắp xếp bài lại nha. Đây. Hít thở thật sâu. Thở ra. Rồi, chúng ta kết nối năng lượng với nhau nha. Đó. Mới nói xong là lại xuất hiện cái lá mù mờ về mặt nhận thức nữa rồi nè.
Thấy chưa? Thế này, đối với bạn, người lựa chọn tụ bạch số 2, có một lời nhắc nhở nho nhỏ đối với bạn. Đầu tiên, hãy dành thời gian yêu thương bản thân mình hơn. Bởi vì sao? Cái việc ấy mà bạn yêu thương bản thân mình nè, nó sẽ giúp cho bạn đạt được rất là nhiều thành công trong cuộc sống. Đầu tiên là tâm lý bạn sẽ thoải mái hơn nè. Thứ hai là bạn sẽ thu hút những nguồn năng lượng tích cực. Thứ ba là sự trù phú và thịnh vượng sẽ đến với bạn. Bạn sẽ nhận được tin tức hạnh phúc lắm đấy. Tin tức liên quan đến việc bạn đạt được một cái thành tựu nho nhỏ nào đó nè. Bạn được người ta công nhận về một cái khía cạnh năng lực nào đó nè. Không biết là bây giờ, không biết là hiện tại bạn đã nhận được cái lời khen hay là lời tán thưởng này chưa? Nếu đã rồi á, thì đó chính là lời công nhận thật lòng của họ. Còn chưa ấy, thì sắp tới bạn sẽ nhận được lời tán dương này. Nhưng đầu tiên, hãy nở nụ cười tươi trên môi nha. Bởi vì cái mặt bạn quạo là sẽ không đẹp đâu. Thứ hai, làm ơn đừng để bản thân mình ở trong cái sự mù mờ về mặt nhận thức nữa. Hiện nay đầu óc của bạn cảm giác giống như là bạn đang rơi vào một khu rừng. Một khu rừng sương mù mờ mịt trong đêm đông. Nó có một cái cảm giác lạnh lẽo ở đây. Nó có một cái cảm giác nó không rõ ràng. Bạn không biết rằng là hiện tại tôi đang, rốt cuộc là tôi đang nghĩ cái gì trong đầu. Rốt cuộc là tôi nên làm cái gì trên cái hành trình tiếp theo. Rốt cuộc là tôi nên có một cái định hướng gì đó mới, hay là tập trung phát triển sự nghiệp hiện tại, hay là bổ trợ thêm kỹ năng. Nói chung là bạn chưa có một cái nhận thức rõ ràng về cái hành trình tiếp theo của mình. Thì tốt nhất, nếu như bạn không có nhận thức gì rõ ràng, thì cứ tập trung phát triển công việc của bạn đã. Cứ tập trung phát triển sự nghiệp của bạn đã. Nếu như bạn chưa có một định thức rõ ràng là tôi sắp tới tôi có nên thay đổi công việc không ta, sắp tới tôi có nên khởi nghiệp hay là tôi có nên bắt đầu một cái kế hoạch nào đó hay không ta, thì bạn nên hoãn nha. Bởi vì sao? Hiện tại là thời điểm bạn nên dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn, phát triển nội tâm cảm xúc của mình nhiều hơn, đồng thời chăm chỉ làm việc. Bạn hãy chăm chỉ làm việc đi, thành quả sẽ đến với bạn. Và trong cái thời gian mà bạn chăm chỉ nỗ lực thì đầu óc của bạn sẽ minh mẫn hơn, bạn sẽ nhận thức rõ ràng hơn là rốt cuộc là cái công việc này nó sẽ đồng hành với tôi tiếp trên cái hành trình sắp tới, hay là bạn sẽ dừng lại để bạn đi vào một cái cuộc đời mới, một cái hành trình mới về một cái sự nghiệp nào đó mới, hay là bạn sẽ làm việc song song giữa cái việc là sự nghiệp và phát triển một cái nguồn đam mê nào đó. Đó, trước khi bạn đưa ra một cái nhận thức rõ ràng thì tốt nhất bạn nên tập trung phát triển sự nghiệp hiện tại của bạn, chăm chỉ và nỗ lực. Bạn sẽ nhận được đánh giá cao từ mọi người đấy. Và đó chính là tất cả những gì mình muốn truyền lại, là những gì mà bộ bài muốn gửi gắm đến bạn, những người lựa chọn tụ bài số 2. Chắc là mình sẽ dừng trải bài của bạn tại đây nha. Hẹn gặp lại bạn ở những trải bài khác của mình trên kênh Tarot Sinh Thúy. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt. Xin chào bạn, người đã lựa chọn lá bài này. Tụ bài số 3 cho câu hỏi: mọi người nể bạn, kính bạn hay sợ bạn? Bây giờ chúng ta cùng kết nối năng lượng với nhau để thực hiện trải bài cho câu hỏi này. Nếu như tụ 1 là sợ, tụ 2 là kính, thì tụ 3 là gì ta? Liệu có phải là vế còn lại, nể, hay là một cái gì đó khác chứ? Wow, nể thiệt quay ơi. Quá. Lần này mình trải bài 3 tụ rất là đồng đều nhé. Không có bị lệch hướng hay là gì hết cả, tại vì nó rất là cân bằng. Wow. Nó như là một cái sự biến thiên từ một cái tệ nhất lên một cái cao nhất vậy đó. Nó tuyệt vời lắm. Nó giống như là cái cơn gió đang thổi đến cho tụ bài số 3 nè. Hồi nãy tụ bài số 2 gió nó bị đứng gió. Thì tụ bài số 3 gió bắt đầu thổi. Và cái cơn gió thổi này nó không có mạnh mẽ như tụ bài số 1. Nó nhẹ nhàng, nó gợn gợn sóng. Rồi, đối với bạn, người đã lựa chọn tụ bài số 3, họ nể bạn, vì sao nhỉ? Đầu tiên, xét về năng lượng của bạn đi. Năng lượng của bạn là năng lượng của sự thịnh vượng. Nhìn vào màu sắc của trái bài, ngay cả cái tụ bài
Lá bài đại diện cho tụi nó cũng thể hiện một cái màu sắc của sự mạnh mẽ, nóng rực, tỏa sáng, rực cháy. Nó có quyền uy ở đây, nó có chỗ đứng ở đây nữa. Tiếng nói, bạn hay sử dụng tiếng nói của mình để truyền đạt lại cho người khác. Bạn sử dụng cổ họng rất là nhiều đúng không? Ngôn từ rất là nhiều. Bạn làm ở những cái chức vị mà chẳng hạn như là truyền thông cấp trên, đại diện cho một cái tổ đội nào đó, quản lý một cái tổ đội nào đó, những cái ngành nghề liên quan đến tiếng nói, lời nói, và tư duy nữa. Thành ra khi mà mọi người á, họ lắng nghe những cái lời nói của bạn, họ lắng nghe những cái quan điểm của bạn, họ bất giác phục tùng theo bạn. Bởi vì sao? Họ nể. Đầu tiên là họ nể năng lực của bạn. Cái năng lực của bạn là năng lực của sự thịnh vượng, quyền uy, phong thái cao. Bạn ngồi trên ngai vàng, bạn chỉ tay năm ngón. Cái này không phải là lạm quyền, mà là sao? Đây là việc bạn đưa ra một cái chiến lược, kế hoạch. Bạn hoạch định một cái điều gì đó và bạn thúc đẩy mọi người phát triển về phía trước. Và những cái quan điểm của bạn, những cái lời nói của bạn, những cái kế hoạch của bạn đều là kế hoạch dẫn đến sự thành công. Không có sự thất bại nào ở đây cả. Và năng lực của bạn được mọi người đánh giá rất cao. Phải gọi là đỉnh của chóp. Bạn là một người công tư phân minh. Bạn không thiên vị bất kỳ một ai. Vì vậy, mọi người nể bạn, họ nể tính cách của bạn, họ nể hành động của bạn, họ nể tư duy của bạn, họ nể năng lực của bạn. Nể lắm. Nể trong từ nể phục. Chứ không phải là cả nể đâu. Đây là họ nể phục bạn. Họ nể phục con người của bạn. Họ còn tìm đến bạn để xin lời khuyên. Nhưng mà ngặt nỗi ở đây là gì? Bạn không phải là thánh thần. Bạn cũng không phải là một mạnh thường quân. Muốn thì lúc nào cũng từ thiện, muốn thì lúc nào cũng giúp đỡ. Đối với bạn, bạn chỉ giúp đỡ cho những ai xứng đáng nhận được. Đây. Đâu phải quý bà này lúc nào cũng đưa tiền ra để giúp đỡ cho những con người nghèo khổ. Họ sẽ lựa chọn những con người xứng đáng để nhận được những cái phước lành này. Và bạn chính là người mang tố chất như vậy. Rành rái khi mọi người ở bên cạnh bạn, khi mọi người tiếp xúc với bạn, họ mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của bạn, họ mong muốn được học hỏi phong thái của bạn. Nhưng trên hết, bạn luôn luôn đưa ra quan điểm như thế này. Bạn hãy là chính bản thân bạn, bạn hãy phát triển trên chính hành trình của bạn. Thay vì việc bạn liên tục soi mói, bạn liên tục nhìn về người khác, bạn liên tục tò mò về cuộc đời của người ta, bạn liên tục muốn bản thân mình trở thành một phiên bản tiếp theo của người ta, thì tại sao bạn không dành thời gian để bạn tập trung trở thành phiên bản của chính bản thân bạn, một phiên bản độc nhất vô nhị trên đời này? Và ngay cả bản thân bạn cũng vậy, bạn luôn không ngừng phát triển, bạn luôn không ngừng đổi mới để thế nào? Để bạn trở thành một phiên bản độc nhất vô nhị, một phiên bản mà trên đời này không hề có một người nào đó giống bạn. Bạn luôn hành động, bạn là con người thiên về sự hành động, thay vì những lời nói viển vông như là mục tiêu của tôi là 5 năm sau tôi sẽ có được 1.000 tỷ, hay là mục tiêu của tôi là sang năm sau tôi sẽ đạt được một cái điều này, tôi sẽ đi đến một cái nơi này. Thay vì bạn đưa ra những cái lời nói viển vông và nó chỉ là những lời nói, thì bạn đã âm thầm ghi nhớ những cái mục tiêu đó trong đầu và bạn tiến đến hành động. Bạn lập kế hoạch chỉnh chu, bạn chăm chỉ nỗ lực. Ví dụ mục tiêu của bạn cần rất nhiều tiền thì bạn chăm chỉ làm việc để có tiền, rồi sau đó bạn thực hiện cái mục tiêu này. Hay là mục tiêu của bạn cần phải có lập kế hoạch cụ thể thì bạn tập trung lập kế hoạch cụ thể, bạn bắt đầu quan sát mọi thứ, bạn tìm hiểu mọi thứ, rồi sau đó bạn mới hành động. Bạn không phải là một con người bốc đồng, đụng một cái là làm, đụng một cái là làm mà không có suy nghĩ gì cả. Bạn là người rất kỹ càng. Tư duy của bạn, góc nhìn của bạn, cách mà bạn hành xử, cách mà bạn phát triển, khả năng nhìn nhận về một sự vật hiện tượng nào đó. Thành ra mọi người đặt câu hỏi như thế này nè. Đầu tiên, bạn có đọc nhiều sách hay không? Thứ hai, rốt cuộc bạn đã trải qua điều gì? Thứ ba, những điều mà bạn đạt được ở thời điểm hiện tại có thật sự là nỗ lực của bạn hay không? Biết tại sao là có câu hỏi thứ ba không? Bởi vì như thế này nè, những cái mà bạn đang có ở thời điểm hiện tại nó ảo quá, nó giống như là không có thật. Kiểu như là mọi thứ mà bạn đã đạt được nè là bạn nhờ vào mối quan hệ để có, bạn nhờ vào một cái sự may mắn nào đó mà ông trời ban phát xuống để có.
chứ không phải do năng lực của bạn. Bởi vì sao? Mọi thứ đối với bạn nó quá hoàn hảo ấy. Bạn cái gì bạn cũng biết, cái gì bạn cũng giỏi. Bạn có thể xử lý vấn đề trong tình huống này với một cái thời gian nhanh nhất nhưng đem lại hiệu quả cao nhất. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm những cơ hội về tiền bạc và sự nghiệp ở khắp nơi. Bạn có thể dễ dàng sử dụng ngôn từ của mình để có thể phát triển bản thân. Rồi bạn có thể dễ dàng hành động mọi thứ mà không có một cái thiệt hại nào cả. Rồi bạn còn có thể trở thành quý nhân của người khác. Bạn còn giúp đỡ những người khác nhưng mà không phải lúc nào bạn cũng giúp đỡ một cách vô tội vạ. Xung quanh bạn luôn có những ánh mắt dòm ngó và tò mò của người đời, nhưng mà họ lại không dám công kích bạn, họ chỉ âm thầm điều tra bạn, âm thầm theo dõi bạn. Nếu mà có ganh ghét đố kỵ thì cũng dừng lại ở mấy cái việc cỏn con như là nói xấu rồi gì thôi. Chứ đâu có ai dám đứng trước mặt bạn rồi nói rằng tôi ghét bạn đó bởi vì như thế này thế này. Trời ơi, không ai có cái gan đó đâu bạn à. Mình nói thật luôn ấy. Và kể cả cho dù họ có những cái ý đồ không tốt với bạn đi, họ muốn hạ bệ bạn đi, thì đó cũng là ước mơ của họ thôi. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Bởi vì sao? Họ biết năng lực của họ không có đạt được. Và họ cũng biết rõ luôn là hình như bạn có một cái vật hào quang của sự công bằng, cán cân công lý luôn luôn ở phía bạn. Cho nên nếu như họ đối xử tệ với bạn là đường nào nghiệp nó cũng quật à. Họ cũng chẳng rõ lý do luôn. Mà ngay cả bạn cũng vậy nha, bạn cũng sẽ nhận thức được rằng nếu như bạn làm điều tốt thì mọi điều tốt lại sẽ đến với bạn. Nhưng một khi bạn đã làm điều xấu thì những điều tệ hại cũng sẽ đến với bạn. Nó giống như là một cái cô giám thị nào đó luôn luôn ở phía sau lưng bạn. Chỉ cần bạn làm điều gì đó sai trái là cô ấy sẵn sàng cầm cái thước khẽ vào trong tay bạn vậy đó. Cho nên bạn nhận thức rõ điều này. Bạn nhận thức rõ rằng là tôi phải sống tử tế, tôi phải đối xử công bằng với mọi người, tôi phải quản lý chính bản thân tôi. Tôi phải quản lý chính bản thân tôi trước khi tôi đưa ra một cái điều gì đó, hay là trước khi tôi quản lý mọi người. Trước khi tôi khiến cho mọi người tốt đẹp thì tôi phải khiến cho bản thân tôi tốt đẹp. Và đó là cái lý do để đưa đến những hành động của bạn. Bạn tập trung phát triển bản thân, bạn tập trung phát triển những kỹ năng, rồi bạn tập trung đầu tư cho bản thân mình. Rồi sau khi bản thân bạn đã ở một cái vị trí của người dẫn đầu, một vị trí có đầy đủ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức, những cái nền tảng và trải nghiệm nhất định, bạn mới dám sẵn sàng ngồi ở cái ngai vàng này và đưa ra những cái suy nghĩ của mình, đưa ra những cái kế hoạch của mình để giúp mọi người cùng phát triển. Bạn không phải là một kẻ ba hoa nói chuyện. Bạn cũng không phải là một người chỉ biết nói mà không biết làm. Vì vậy mọi người đánh giá cao bạn, mọi người cũng nể phục bạn. Họ nể phục năng lực của bạn, họ nể phục cách nói chuyện của bạn, họ nể phục tính cách của bạn. Bạn như là một bà hoàng. Bởi vì sao? Nếu như một vị vua khiến cho người ta có cảm giác vừa kính vừa sợ, một vị vua có thể đưa ra những cái uy áp và bắt người khác phải khuất phục theo mình, phải gọi là gì? Phải nghe theo lời mình một cách vô điều kiện, thì bạn sẽ đưa ra quan điểm và cho người ta một cái sự lựa chọn. Họ cảm nhận được bạn tôn trọng họ, vì vậy họ phục tùng bạn một cách tự nguyện. Và đây là một điều tuyệt vời. Bởi vì sao? Lấy được lòng tin của người khác, lấy được sự tín nhiệm của người khác là một điều không hề dễ dàng. Và bạn làm được điều này. Thành ra ấy, mình mong rằng trong tương lai tới bạn vẫn sẽ giữ nguyên năng lực này, giữ nguyên cái sự nhiệt huyết này, giữ nguyên những phẩm chất tốt của bạn. Bạn có thể nâng cấp hơn, bạn có thể học thêm nhiều kỹ năng bổ trợ hơn, bạn có thể ngày càng phát triển hơn so với thời điểm bây giờ. Nhưng mà những đức tính tốt của bạn, mình mong rằng bạn vẫn sẽ giữ nó. Bởi vì sao? Mình biết bạn hiểu rõ cái câu tài đức song toàn mà đúng không? Mình thích cái câu này hơn. Bởi vì sao? Nếu như có tài mà không có đức, hoặc là có đức mà không có tài, nó sẽ có một cái khiếm khuyết. Và điều này nó không có tốt, đặc biệt là đối với bạn. Vì vậy, bạn xứng đáng với bốn chữ tài đức song toàn. Để mình thực hiện cho bạn một trải bài nha. Một trải bài ngẫu nhiên. Theo kiểu đây có thể là một lời nhắc nhở, một lời khen, một định hướng hay là một cảnh báo nào đó, không báo trước. Rồi. Hít thở thật sâu. Thở ra. Chúng ta sẽ thực hiện trải bài. Trời ơi. Trời ơi. Mới khen bạn xong luôn á bạn à.
Cái này là bạn đang làm khó mình rồi. Tụi bài số 3 làm khó mình quá à. Sắp tới bạn sẽ nhận tổn thương. Đây, cái này là một biến số. Biến số có nghĩa là gì? Nó sẽ đến trong cái thời điểm đó, nhưng mà bạn có thể thay đổi được. Và ba lá bài này đều là biến số có thể thay đổi được. Cho nên có lẽ đây là một quẻ gieo ngẫu nhiên, hữu duyên mình gửi đến bạn để giúp cho bạn dự trù trước những cái điều này và có một biện pháp giải quyết cụ thể. Sắp tới bạn sẽ có một sự tổn thương liên quan đến niềm tin. Sẽ có người ảnh hưởng đến bạn và khiến cho bạn mất niềm tin về họ, mất niềm tin về một cái sự vật, một cái sự việc nào đó. Và khiến cho bạn ảnh hưởng đến công việc của bạn luôn nha. Bạn sẽ bị mất tập trung trong công việc nè. Bạn bị mất cân bằng giữa việc ổn định, cân bằng giữa công việc và gia đình, cân bằng giữa cảm xúc của bản thân mình với việc tập trung phát triển công việc. Nói chung là bạn sẽ có sự thiên vị và bị lệch một cán cân nào đó. Bạn bị tổn thương về vấn đề về niềm tin, về sự phản bội, thì bạn sẽ bị mất động lực, suy sụp tinh thần, và nó ảnh hưởng đến công việc của bạn, ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Và đây chính là điều mà bộ bài muốn gửi gắm đến bạn, coi như là một cách để bạn dự trù trước. À, sắp tới nếu mà cái sự kiện này xảy ra thì bạn nên giữ vững tinh thần của mình và tiếp tục cho công việc. Đừng để cảm xúc chi phối bạn và ảnh hưởng đến công việc của bạn. Đây là tất cả những gì mà bộ bài muốn gửi gắm đến bạn, những người lựa chọn tờ bài số 3. Mong rằng bạn sẽ bình tĩnh và đón nhận thông điệp này, coi như là một vé bảo hiểm nho nhỏ để khiến cho bạn tránh rơi vào những tình huống khó xử và gây thiệt hại đến bạn. Mình sẽ kết thúc trải bài của bạn tại đây nhé. Hẹn gặp lại bạn ở những trải bài khác của mình trên kênh Thao Đắc Xuân Thúy. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt.